Liên quan vụ cướp ngân hàng xảy ra tại tỉnh Nghệ An, chiều 15 tháng 11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị đã bắt được nghi phạm gây án. Theo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An, trước đó vào khoảng 16 giờ ngày 14 tháng 11, một người đàn ông mặc áo màu đỏ, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang kín mặt đi vào chi nhánh Agribank trên địa bàn phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, khống chế một nữ nhân viên để cướp tiền. Thời điểm này, đối tượng đi vào cửa sau, cầm dao nhọn khống chế một nhân viên ngân hàng đang ngồi tại quầy giao dịch. Phát hiện sự việc, nhân viên ngân hàng cùng bảo vệ đã hô hoán, truy đuổi. Bị phát hiện, tên cướp đã nhảy qua bàn thu ngân, chạy ra ngoài tẩu thoát. Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tra, truy bắt đối tượng gây án. Trong ngày 15 tháng 11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã bắt được nghi phạm gây án khi đang lẩn trốn tại địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Do vụ án vẫn đang được điều tra nên danh tính nghi phạm chưa được công bố. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi và động cơ gây án.